Tôi đang có mặt tại tuyến cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Tuyến cao tốc được khánh thành vào ngày hôm qua 24 tháng 12. Nhiều người dân do chưa nắm được thông tin cũng như là chưa đọc rõ các biển báo đã đi các loại xe không được phép vào cao tốc như là đi xe máy, xe đạp, thậm chí là cả đi bộ vào cao tốc. Điều này tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn rất cao. Theo ghi nhận của phóng viên, tại tuyến cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ vào chiều ngày 25 tháng 12, có đến 2 xe máy do chưa nhìn rõ biển báo đã đi nhầm vào cao tốc. Em từ xa đến đây thì cũng không nhìn thấy cái biển, thì em đi cũng đi qua một đoạn thì em cũng biết là đây là đường cấm thì em cũng qua lại. Thì có cán bộ ở đây tuyên truyền thì em cũng qua lại kịp thời. Công ty cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng công trình giao thông 238 hiện nhận nhiệm vụ quản lý vận hành tuyến cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ. Công ty đã cắt cử cán bộ trực tại điểm đầu và điểm cuối cao tốc để nhắc nhở, chỉ dẫn có người tham gia giao thông. Từ hôm qua đến nay ấy, thì bắt đầu mình mới mở để khai thác cái đường này thì cũng có một số người ta không biết sẽ đi qua được, bởi vì mình không có barrier. Do biển báo người ta cũng chưa được kịp nhìn. Thế cho nên là khi quay lại mà hai những cái người mà hỏi đường về cao tốc, kể cả người đi ô tô hoặc là những người đi xe máy, chúng tôi đều có cái tờ rơi của công ty đưa cho để làm công tác tuyên truyền cho mọi người là thực hiện nghiêm chỉnh, chấp hành nghiêm chỉnh cái luật giao thông đường bộ của cái cao tốc đường bộ này. Theo khoản 4 điều 26 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định về các đối tượng không được đi vào đường cao tốc bao gồm người đi bộ, xe thô sơ như xe đạp, kể cả xe đạp xe máy, kể cả xe đạp máy, xe xích lô, xe gắn máy, mô tô, máy kéo, xe máy chuyên dụng, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe xúc vật kéo và các loại xe tương tự được quy định tại khoản 19 điều 3 Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Cao tốc đã mở, tuy nhiên người điều khiển phương tiện giao thông cần tìm hiểu kỹ về luật giao thông đường bộ, các quy định hiện hành để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên cao tốc, phương tiện nằm trong danh sách cấm, tuyệt đối không đi vào cao tốc để tránh những tai nạn, sự cố ngoài ý muốn. Các ngành chức năng cần phải hoàn thiện hệ thống biển báo cấm các loại xe thô sơ, xe đạp, biển báo quy định về tốc độ để người tham gia giao thông thực hiện theo đúng quy định.